Xin chào tất cả anh em. Ad nhận thấy được rằng nhiều anh em đang phân vân khi chọn tướng đeo rank. Đó không chỉ là ở giá vàng mà là chuyện luyện tướng dễ chơi hay là chọn tướng kỹ năng cao đây. Và tướng dễ chơi liệu có đáng đeo rank tại mùa năm này? Tuy nhiên, anh em cần phải hiểu rằng vấn đề là tướng dễ chơi là vị tướng có bộ kỹ năng không quá khó sử dụng và lối di chuyển không khiến anh em phải bỏ công quá nhiều. Chất tướng ổn ngon, anh em có thể thấy những con tướng như là Triệu Vân, Vera đều rất dễ tung chiêu, nhưng đeo rank không đơn giản chút nào. Cần phải biết farm, cách di chuyển cẩn thận, rồi phải chờ lết trang bị này nọ các kiểu. Chưa kể những vị trí đi rừng hay là xạ thủ, không dành cho ai lười luyện tập nhé. Khi anh em đánh xạ thủ, phải biết giữ vị trí, xả nhiều sát thương nhất có thể để gánh team và quan sát bản đồ nhỏ liên tục, tránh bị gank khi thiếu tầm nhìn, lên cao farm các kiểu. Còn rừng thì anh em thử hiểu, rừng yếu sinh lý đấy ạ, rất khổ cho team. Anh em nhớ cách di chuyển qua vị tướng để phòng anh em khi bị tranh đường, hoặc là anh em nào mới chơi đấy ạ, làm quen với game hoặc là chơi suốt không lên được cao thủ đấy ạ, thì nhớ chia sẻ video này cho họ nhé. Em vẫn khuyên anh em dành thời gian luyện tập các vị tướng kỹ năng cao để nâng cao kỹ năng đeo rank khỏe hơn. Chơi một ngày chưa được, chúng ta chơi một tuần, một tháng mà chơi không được đấy ạ, thì bỏ đi, chơi các vị tướng sau đây nhé. Ăn hành nhiều tự khắc lên tay được. Thứ nhất, Chrissy. Nói về ngon bột rẻ đấy ạ, Chrissy là số 1 nha anh em. Bộ thức của Chrissy đến 2 chiếc thức có khả năng định hướng, nhưng em cứ nghĩ là nó là kích thức to và rộng, thoải mái để tung chiêu nha anh em, không khó trúng nhiệt của Nata đâu. Chiếc của anh em thì auto bấm là xong rồi. Điểm mạnh của Chrissy là khả năng cấu rỉa và khi có đồ đấy ạ, sốc sát thương đáng gờm, không chế ao địch với chiêu 2 tự ưu. Chúng ta dùng phiêu ma tính hoặc thần quang, nâng max chiêu 1 và cài máu thấp nhất, phép bổ trợ thu hành hoặc là tốc biến tùy tướng địch nhé. Đầu game Chrissy có rất nhiều kiểu triển khai thế trận. Nếu trợ thủ của anh em lấy được tầm nhìn bụi sớm mít á, anh em cứ farm lên hay. Giờ vào rừng kẻ địch cùng trợ thủ làm nhẹ con quái, hoặc là đảo lên tà thần nếu có cơ hội nhá. Còn thằng trợ thủ anh em đấy thuộc dạng chỉ biết ôm chân xạ thủ thì giữ vị trí dùng chiêu 1 farm nhanh. Không có trợ thủ anh em không dám check, vì trợ thủ địch đấy toàn bọn mạnh đầu game nhà Richter hay là Oma đấy thì tốt nhất anh em cứ ôm farm trước. Nếu có thể đấy lấy tầm nhìn cho rừng, sau đó lấy tầm nhìn khu vực rừng và trợ thủ đang ở, để nếu đen đấy bị gank chúng ta còn có đồng đội để hỗ trợ nhá. Luôn quan sát rồng và cánh tà thần, hỗ trợ đồng đội khi thời cơ đến, ăn rồng các kiểu, cố gắng lên nhanh cấp độ 4 để có chiếc cuối nhé. Và nhớ, rừng gank tới đâu, ta đi gank theo đó. Đặc biệt là thằng đi rừng, nó chuẩn bị farm xong một vòng, chứ đừng có mà rừng chuẩn bị gank rồng, anh em lại chạy lên đường tà thần, chết dở. Dùng chiếc bột để chiếc bụi khi cần, an toàn cho bạn. Và khi đảo gank tốt nhất là đi vòng sau nhé. Về sơ game, tiếp tục hành trình farm và đảo gank cùng team. Ưu tiên đi cùng rừng và ram nhé. Nhớ quan sát bản đồ để có thể hỗ trợ team và thủ trụ cho team khi cần thiết. Farm sang lính mid ạ, rồi gank, không bỏ trụ bỏ lính nhá. Tích cực cấu rỉa trước và cho tranh, bùng nổ chiêu cuối khi có cơ hội. Cấu rỉa liên tục với chiêu 1, địch mặc cơ động đấy ạ, hất tung bằng chiêu 2, sau đó cấu rỉa chính xác bằng chiêu 1. Về cuối game đấy ạ, di chuyển cùng team, hạn chế đi lẻ. Có đồ sẽ được khủng rồi anh em, nhẹ nhàng cấu rỉa từ xa là đủ rồi. Cho team lao cho tranh, các bạn được cấu rỉa từ xa và chiêu cuối khi cần thiết để sốc đam. Nhớ giữ vững vị trí nhé, vì chỉ cần chiêu 1 thôi, đừng hàm mạng lên quá cao. Cấu để từ xa cùng xạ thủ, đứng gần vừa ở kê vừa xả sát thương. Và khi giao tranh, giữ chiêu 2 lại như một chiêu thức tự bảo kê và ao kê địch hiệu quả cho bạn. Thứ hai, Malok. Một con bài hot và đủ mạnh, chống chịu tốt, có sát thương cùng khả năng đa dạng vị trí, quá ưu cho anh em leo rank. Ta dùng phù hiệu đấu khí, nâng max chiêu 1, cài mặt nhất, phép bổ trợ tốc hành nhé. Ưu tiên đi đường mid hoặc đi trợ thủ rồi mới tới đường tà thần. Đầu game đấy ạ, ra mid dọn lính nhanh và cùng trợ thủ áp lực lên rừng kẻ địch, hoặc là kẻ địch có bị tướng có thể phá hoại rừng mình như là Grug, Showman, Thane, Zip hoặc là Mina đấy ạ, thì anh em phải canh rừng nhé, tránh đồng đội bị phá, mất thời gian farm lại chậm ra. Farm nhanh lính với quỷ kiếm. Nếu trợ thủ không check được kẻ địch ăn đi trước đấy ạ, anh em nhớ quan sát bản đồ thuốc nhỏ và check giúp team coi thằng rừng nó farm mình trước nhé. Biết rừng địch farm mình trước đấy ạ, giúp anh em xem rừng địch có gank sớm tà thần khi cấp độ 2 hay không, xem nó đi hết vòng rừng là nó gank rồng trước hay không. Lợi thế dọn lính nhanh và nhìn rừng gank tới đâu, ta đảo gank tới đó để có thể hỗ trợ team nhá. Vì Malok không thể có cơ động như vị tướng khác, nên các bạn nếu mà đi đường tà thần đấy ạ thì bạn rất bất lợi ở việc đi gank. Còn đi trợ thủ hoặc là đường mid đi thì anh em nhớ gank và tạo áp lực liên tục. Ở giai đoạn giờ quý game đấy ạ, nhìn là biết trâu rồi, nhưng anh em phải biết dùng quỷ kiếm chính xác, kích hoạt nội tại và hút chiêu 2 chuẩn, càng đông càng trâu nha anh em. Đảo gank với team, vừa là người mở gank tốt với chiếc cuối, vừa băng xả và chống chịu tốt cho đồng đội. Malok trâu hay là mềm, phụ thuộc nhiều anh em chiêu 1 và chiêu 2 của anh em có chính xác và đúng vị trí hay không. Có chiếc cuối đấy ạ, đồng đội cạnh bên, chớ ngại ngùng, khép góc bắt kỳ địch nhé, ưu tiên bắt chủ được kỳ địch. Về cuối game đấy ạ, giai đoạn này trang bị khá rồi. Ngoài chiếc cuối gank ra đấy ạ, thì việc dùng chiếc cuối hợp lý để ép trụ, thủ trụ là rất cần thiết. Đương nhiên chiếc cuối anh em là cơ đang bộng đối với vị tướng xạ thủ rồi. Nhảy vào càng đông càng chất lượng,
đôi khi xanh quá đấy ạ, cũng phải cẩn thận. Và không nên băng trụ khi không có team và có lính nhá. Nếu đảm bảo đủ người đấy ạ, hãy băng trụ và khi đó bạn hoàn toàn có thể giành thắng lợi đơn giản hơn. Thứ ba, Crest. Như anh em đang thắc mắc tại sao Crest hiện tại không được sử dụng quá nhiều. Dù gì vị tướng này trâu và mạnh mà, meta lên ưu tiên áp lực đầu game và khả năng bảo kê tốt nhờ Zip Timmy sẽ ưa chuộng hơn. Và giao tranh tổng nổi ra liên tục, không có thời gian để tích nộ quá nhiều. Tuy nhiên ta phải công nhận rằng Crest là vị tướng chơi không khó, thủ trụ hay là băng trụ thoải mái, bờ ganh hoặc là phản ganh lại ok nhá. Đặc biệt là những combo Crest Maloc hay là Crest Fur có vị tướng khống chế diện rộng khác luôn khiến giao tranh trở nên đột biến hơn. Ta sử dụng phi hiệu bộc giáp hoặc là đấu khí, nâng mắc chiêu hay, cài vặt nhất, phép bổ trợ hồi máu. Đầu game đấy ạ, là một trợ thủ chân chính, anh em nhanh chân ra chiếm vị trí bụi mít nhé. Ưu tiên bụi mà rừng muốn farm trước, địch muốn phá ở cấp rừng đấy ạ, ta mới linh động được. Khi đó, anh em lấy tầm nhìn, xem địch farm mì trước nhá. Mít đầu game đấy ạ, mà mạnh, đủ nó ăn quá nhỏ luôn. Sau đó chúng ta có hai hướng, một là đào ở mít và rồng kiếm vàng kinh nghiệm, đồng thời lấy tầm nhìn hai khu vực này. Thứ hai là chạy qua chiếc bùa rừng kẻ địch, chuẩn bị qua ăn. Nếu thằng top không trách được nhá, kéo bùa ra. Anh em phải đảm bảo rằng tầm nhìn cho xạ thủ và đứng mít. Nếu anh em gặp thằng xạ thủ mà nó kêu là tao ôm mày đi loang cùng rừng đi thì ok, chắc nó biết ôm rồi đấy. Khi đó anh em cứ theo rừng và hoạt động nhiều vượt đứng mít nhá. Đương nhiên khi rừng địch lăm le đường rừng của mình đấy ạ, phải đảm bảo tầm nhìn và sự an toàn cho xạ thủ nhà rồi. Cứ như vậy đảo qua đảo lại lấy tầm nhìn và làm kinh tế. Và dư máu khi rừng là mít lên gank phụ bạn nhé. Tại sao phải lấy tầm nhìn khu đứng mít và rừng? Đó là để thằng xạ thủ nó farm xong, nó đảo đường ra mít farm nhanh nhé anh em. Chứ đi xạ thủ đấy ạ, mà ôm cái đường rồng không thì khi nào mới đủ vàng để gánh đội đây? Luôn để sẵn sàng chiêu hay, rút lui và tạo là chắn tròn đội. Nhớ là trong tình huống bảo kê đấy ạ, dùng chiêu một ủ các kẻ địch ra khi kẻ địch muốn tiếp cận chủ lực của bạn. Về tầm giờ của game đấy ạ, anh em tích cực đánh thường để tích nộ nhằm đạt trạng thái thủy thần nhanh chóng, lấy nộ ở lính quái nhất có thể và mọi lúc mọi nơi nhá. Thủy thần có thể mở tranh hoặc là phản ganh tối ưu nhé. Khi trạng thái thủy thần đấy ạ, cố gắng trở thành người tiên phong mở tranh hoặc là ngăn cản tiên địch nhằm bảo kê chủ lực đội nhà. Với lớp da ảo trên người đấy ạ, Crest có thể băng trụ sau đó rút lui dễ dàng. Tuy nhiên khi trong trạng thái thường đấy ạ, Crest khá yếu, cố gắng tích lũy nộ càng nhiều tốt từ quái và lính nhé. Thứ tư, Maza. Thực tế cho rằng từ cái chuyện này, hiện tại Maza đang ở giai đoạn được nhiều người ưa thích và thích sử dụng Deoran nhất, đặc biệt là trở lại ở khu vực đường mid. Đây không phải là con bài giúp anh em thể ăn mạng ở mầm như Rat hay Turen, nhưng lại là con bài dễ chơi dễ thưởng nhá. Khả năng cấu để tốt từ chiêu 1, hồi phục từ chiêu 2. Chiêu cuối có thể né gank ao địch hoặc là dùng chiêu cuối khi bóc tấn công chủ lực kẻ địch khi có cơ hội tới. Một con bài đa năng cho anh em đi slide cánh hoặc là mid đôi lúc còn Maza đi trận thủ cơ. Ta sử dụng phi hiệu thánh thuấn hoặc là kết hợp tốc hành, tốc biến tùy tiên địch nhá. Nâng mắc chiêu 1 và cài máu thấp nhất. Đầu game đấy ạ, anh em nhớ Maza không phải Rat hay Turen. Anh em cứ từ từ farm bên hai như là Chrissy và di chuyển bao quát tầm nhìn hỗ trợ cho team. Và khi bạn chưa lên 4 ạ, đừng có hổ báo quá nhá. Di chuyển và hoạt động chú ý ở khu vực mid. Còn cụ thể đấy ạ, anh em coi lại đoạn S nói về Chrissy đi mid nhé. Còn nếu sâu đường đấy ạ, thì đợi chút S nói sau. Quan sát bản đồ, vòng rừng hết đấy ạ, thì di chuyển theo rừng để sẵn sàng giao tranh cùng rừng và trận thủ nhé. Tranh thủ hỗ trợ ăn đường rồng nhằm tăng cường vàng và kinh nghiệm cho cả team trong thời gian đầu trận. Lên 4 đấy ạ, anh em có nhiều thời gian để giao tranh và tấn công kẻ địch hay là di chuyển tự tin hơn. Về giữa game, Maza khi hồi 4 ạ, anh em farm nhanh rồi đảo gank cùng rừng nhé. Hỗ trợ hai cánh khi cần thiết. Anh em lên lối đồ ưa chuộng nhất hiện tại chính là cấu để từ xa chiêu 1, đợi đồng đội khống chế và mở gank khi có hai lựa chọn. Một là cứ cấu để tiếp khi gần hết máu đấy ạ, dùng chiếc cuối ao cả địch và rút lui an toàn. Thứ hai là dùng chiếc cuối lao lên câm lặng và sốc đam đối thủ cùng team. Về late game, Maza khá khỏe và có trang bị rồi. Hồi chiêu nhanh hơn, đam to hơn, cấu đỉa bá hơn và khi lock khi cần thực sự đáng gờm. Và nhớ chơi Maza theo đúng phong cách mà bạn lên đồ như nào. Nếu là full phép đạn, ưu tiên cấu đỉa từ xa và chiếc cuối dứt điểm khi cần thiết. Lên lối chống chịu và có đam đấy thì cấu đỉa và băng xả sớm nhé. 40% một chiêu giúp bộ thức của anh em thể hồi nhanh, đảm bảo gank và tấn công địch hiệu quả, câu kéo vết thương các kiểu cùng team. Một con bài đa năng, đặc biệt anh em là nhát kèo đấy ạ, kiểu solo mà sợ kèo như là Flo, kèo Zina hay là Kito các kiểu thì có thể cầm Maza đi farm cho an tâm. Đương nhiên anh em ưu tiên đi beat cho S nhé. Thứ năm, Arthur là kiểu tướng giúp anh em cùng cái lối chơi an toàn. Nó cân bằng đến mức đấy ạ, nghe có vẻ chả gì mạnh mấy. Mỗi tướng mà có giáp, có đam, có thống chịu, có ống chế, cơ động đều có nốt. Giết chơi em muốn nói là có thể lên đồ mọi cách, lên phù hiệu đa dạng, từ thuấn, ma chú, ma tính, đến cả du hiệp đều khỏe. Ngọc thì lên đủ loại luôn anh em, công lý chí mạng. Hay kể cả là anh em lên ngọc máu cho nó trâu bò,
Đồ thi đủ kiểu, từ semi cho đến full giáp, giúp team chống chịu. Nói chung là Arthur đầu game đấy, đánh mạnh, ổn. Về tầm giữa cuối, khi có đồ đấy, khép góc tốt, tác dụng lớn cho team khi khép góc bắt đầu chủ được kẻ địch. Về phù hiệu đấy, chúng ta sử dụng hiệu đấu khí, nâng max chưa 1 và cài max nhất, phép bổ trợ thông hành nhé. Về đầu game, anh em ra mid cùng trợ thủ lấy tầm nhìn và sẽ địch cướp gì nhé. Cướp đấy, chúng ta phải nhanh chân ra can thiệp và đảm bảo cho rừng chúng ta có thể farm an toàn. Farm xong chúng ta làm gì? Thứ nhất là farm xong, chúng ta farm tiếp tần đỉnh 2. Thứ hai là đào ra mid, thằng mid lên 2 đấy ạ, hay đi ganh cùng cánh. Nó mà không kịp về đấy ạ, farm giúp nó. Nó mà kịp về đấy ạ, thì thôi, đừng có farm riêng nhá. Nhớ farm chung hoặc là về thằng. Chứ đừng có chén một mình, nó thọt thì lại rất là khó nhá. Ta phải biết làm ăn kinh tế đúng lúc đúng thời điểm. Sau đó tiếp tục farm và đào ganh. Nếu anh em chơi tướng top mạnh kiểu Zena, Victor đấy ạ, thì có lợi thế. Ngoài việc đảo ganh ra mid hoặc là xuống dồn cùng team ăn mục tiêu hoặc là giao tranh đấy ạ, thì có thể vào rừng kẻ địch ăn lính quái hoặc là vào gần trụ hai các lính sớm nhá. Về giữa cuối game, cho tranh tổng, Arthur nên chọn một trong hai phương án. Thứ nhất là chú tâm tấn công bắt vào các vị tướng chủ lực như là xạ thủ hoặc là pháp sư, khép góc khiến cho kẻ địch không được chơi hoặc là hạ gục quân nó. Thứ hai là giữ vị trí để bảo kê chủ lực đội nhà, đảm bảo đấu sĩ và kẻ địch không thể băng vào. Đa số chúng ta thường chọn cách một, đó chính là khép góc và bắt chủ lực kẻ địch. Nhưng nếu team có vị tướng trợ thủ dạng như Victor đấy ạ, thì chúng ta nên lựa chọn cách hai, đó chính là bảo kê chủ lực đội nhà với nhá. Vận dụng toàn bộ combo tấn công và khép góc chủ lực kẻ địch, farm đẩy đường nhanh tốt. Một lựa chọn tối ưu cho anh em đầu game không quá sợ bị đè hoặc là thọt nhá. Trên đề 5 vị tướng dễ chơi nhưng đủ sức giúp cho anh em có thể leo rank, chứ không phải là em giới thiệu cho anh em mấy con bài dễ chơi như lại leo rank như quần què đâu nhá. Đương nhiên em khuyên anh em luyện tướng kỹ năng cao. Một ngày không được đấy ạ, ta luyện một tuần. Một tháng mà luyện không được đấy ạ, thì bỏ đi, chơi mị tướng khác, chơi mị tướng mà em giới thiệu cho nên nè. Còn vị trí xạ thủ vẫn dừng đấy ạ, vô cùng quan trọng, anh em cứ từ từ rồi luyện. Bởi đây là hai vị trí dành cho anh em thực sự chăm chỉ, biết quan sát bản đồ nhé, cùng khả năng di chuyển tối ưu. Xin chào và hẹn lại anh em ở trong các video lần sau. Nếu thấy video hay và có ích, các bạn đừng tiếc gì một like và share video nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh, cho hết một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.